Ơi, xin chào toàn thể các anh cầu thủ đam mê tiếng cu gáy gọi trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Hôm nay trường 78 cu gáy Phú Yên đăng lên cho anh em xem và chia lại cho anh em một con thổ đồng nha nè. Thổ đồng. Chim này là nói chung là một con chim mồi lỡ nha nè, mồi lỡ. Nó bây giờ là thành tích được ba bổi lồng lá nha. Ba bổi lồng lá. Thổ đồng là đóng bộ cặp bộ nói chung là nó đóng cặp chim tím nha nè. Chim tím. Chim này nói chung là rất đẹp nha, rất đẹp. Chim có ngoại hình mình bập chuối, ngoại hình bập chuối, đó, dài, y xì của mình bập chuối, bập chuối. Đau mặt, đó. Con này nó đóng cùng dây nha em. Nó đóng một cùng dây, hai dây ba dây, hai dây ba dây. Tuy nói nó là một con mồi lỡ nhưng mà nó đã khinh chim nha nè, có nói chung là nó đã già chim, già và già cái nó chơi cũng như là cái gái thôi, chứ còn không phải là già chim nha anh em. Nói chung là nó đã lão luyện chim. Nó bình tĩnh chim đó, mà nói như thế, bình tĩnh chim. Nó là cùm hai dây ba dây á, cùm dây á, chân xương đuôi vót. Nói chung là chim thì cấp mình của nó nói chung là rất đẹp, từ là đầu mặt đến bộ lông di của nó nữa. Con này nó nổi lên và mình đi tập mà nó đã trưởng thành. Cái nết chơi của nó rất khó chịu nha nè. Trưởng thành nó bắt được 3 bổi. Mình nói sơ qua về cái nước chơi của con chim này cho anh em xem. Nghe. Nếu anh em nào mà xem hợp thì đưa nó về đội để đi bắt bổi nó. Đi góc bổi nhiều lên thì nó sẽ chơi phê lắm nha nè. Thì nó bây giờ là một con chim nó cũng đã nhuyễn rồi nha nè. Nó không còn nó nhuyễn rồi, nó không còn bỡ ngỡ gì cả. Nó không còn bỡ ngỡ gì. Âm nó thì rất là tốt. Một hậu. Thổ âm rất tốt, một hậu. Nó dạng thổ đồng anh em. Thổ 50 đồng, 50 nhiều cổ đồng, âm rất tốt, rất trong nè. Một hậu. Nước non thì nói chung là con này nó nói chung là quá bài bản nha nè, nói chung quá bài bản. Nước tròn là nước non là đầy đủ nha, có dặm, có leo, có nguồn nước nha nè. Còn phong cách chơi của nó khi mà nó thấy bổi ấy, mà nó nghe tiếng bổi trước thì có thể rước, còn hoặc là có thể là nó nghe tiếng mà bổi mà đập cánh, chỉ cần bay ở đâu đó đi ngang qua mà nghe đập cánh ạch 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 trên đó là cũng đã rước như này. Nó có rước nha. Con này nó có rước. Nói chung là chim thì rất điềm đạm bình tĩnh, có nhau chim, con này nó rất bình tĩnh, nó là ly chim, nó ly chim. Nó khi mà nó thấy được con bổi mà cách tàng á, về đầu cách tàng, nó nhầu như này, nó nhầu nó rút rất nhanh, rút tốc độ rất nhanh.
bản năng nó như thế. Còn vừa mà nhập vô tàng rồi ấy, là cứ tiếng thúc tiếng đổ nó kèm nó bắt cho bằng được. Nói chung là hồi giờ mình bắt ba bổi nhưng mà chưa thấy nó bỏ bổi, chưa thấy hãy bổi bao nhiêu thì nó bị bắt bấy nhiêu. Nói chung thì chim này là một con chim bổi thôi, nói dùng từ bổi nhưng mà bây giờ nó đã khành chim nha em, nó đã lão luyện chim, tại vì nó trưởng thành chim rất là nhiều, nó bình tĩnh lắm, nó không phải như nó nhau chim rồi đó. Không, anh em xem góc mình của nó, bao mình của nó rất là kín ha, bao mình rất kín, cường đầu mặt. Con này thì nói về nhảy sào thì nó chưa nhảy lắm nha nè, nó tại vì nó còn hơi chậm một chút. Đó là mình nói trước cho anh em nha, nó hơi chậm xíu thôi. Chỗ móc lên thì nó vẫn chơi bình thường, nhưng mà so với những con mồi khác thì nó là chưa được nhảy lắm, mình nói như thế. Chứ còn khi mà thấy bổi rồi nó chơi, anh em nghe phê đó, nước non nó có nha, nước non nó là nó có, nó dậm nó lèo nó làm bài bản đó. Chứ không phải như là nó thiếu nước dậm đó. Hoặc là nó thiếu lèo, nó không có làm mình nghe nó phê lỗ tai. Con này làm nghe phê lỗ tai lắm, nó nhồi bổi, khi mà nó gặp bổi rồi nó nhồi bổi, nó nhầu rút bổi, nghe anh em phê lắm. Thì hôm nay mình đăng lên và chia sẻ lại cho anh em, mình chia sẻ lại anh em về, nói chung là đi rừng thôi. Chứ con đây anh em không phải đi tập nữa nha, con đây là không phải đi tập nữa, con đây là anh em về cứ đi thôi, về cứ mang lên rừng phao phấu đi thôi, mình đi bình thường. Đây đúng bộ chân tím rất đẹp nha nè, đúng bộ chân tím rất đẹp. Sáng nay mình trực ở cơ quan, mình trực cơ quan đêm nó tới và mình đăng lên và chia sẻ lại cho anh em. Anh em nào xem hợp thì liên hệ mình và đưa nó về đội. Chim thì nói chung là cấp mình rất đẹp nha, không phải là chim một chim xấu nha. Chim này là một con chim bổi nổi đang lên, nó đang lên. Nói chung là nó chơi rất bài lối, tốc độ. Khi mà gặp chim nó chơi nhau, nó chơi bài lối rất hay, chơi rất phê. Đó. Chim này là một con chim mình đang chơi nha, chứ không phải là chim bở hoặc là chim gì mà mình đang bán cho anh em. Con chim này là một con chim mình đang chơi, mà mình chia bớt lại cho anh em, để giảm bớt quân số thôi. Chia lại cho anh em. Chứ không phải là con chim mà chơi không được, là mình chia sẻ lại cho anh em. Con chim mình đang cầm trên, mình đang chơi, mình chia lại cho anh em. Rồi, trước hết là mình cũng xin cảm ơn tất cả các anh em cầu thủ đã nhín một ít thời gian theo dõi cái video của mình. Mình xin chân thành cảm ơn. Và anh em nào xem cảm thấy khi lôi chơi như thế mình cảm thấy thích, thì liên hệ mình, là số điện thoại của mình là 0935 46 48 34, hoặc là cái số Zalo là 0762 712 236. Anh em kết bạn với mình rồi để mình gửi những cái video mà nó mình quay được á, nó lúc nó đang chơi á, anh em xem. Anh em xem thích thì đưa nó về đội. Rồi, mà xin chào.